Có một bạn là bạn nào ở trên YouTube có hỏi mình là các cái cây V, cây V12 hay bị lỗi. Đây là cây V12 nhé. Giờ mình sẽ cắt thử cho bạn xem. Thường cắt ngắn này nó hay bị lỗ này. Cắt ngắn quá hay bị lỗ này. Thử cắt khoảng 10 phân nhé. Màu ngắn nhé. Bạn tì chắc cái cạnh này vào, tì chắc cái cạnh này nhé, đừng để nó lỏng lẻo. Mình cắt vẫn bình thường nhé, chẳng có đề gì. Nếu mà bạn mà bị vẫn cắt nó vẫn bị như thế, khả năng là do cái lưỡi cắt của bạn là bị cùn quá rồi, bạn có thể thay lưỡi nhá. Mình cắt bình thường không có đề gì.